Xin chào mọi người. Khi chúng ta tạo một đề kiểm tra hoặc là đề thi trên hệ thống K12 Online thì làm thế nào chúng ta xáo trộn được câu hỏi và cả đáp án, và chúng ta có thể tự mã hóa đề theo chuẩn của hệ thống K12 Online và chúng ta có thể tránh được những cái nhược điểm của việc tải đề dạng PDF, thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tự mã hóa và tải đề thi trên hệ thống K12 Online trong vòng 5 phút nhé. Trong phần mô tả thì mình có để một cái link tải phần mềm, thì mình sẽ tải phần mềm đó về, sau đó mình click phải, mình giải nén nó ra và mình có một cái thư mục như thế này. Và trong thư mục này có 8 file, thì mình sẽ chú ý vào cái file thứ tư, đó là file install DAOtool CMD. Mình sẽ click trái đôi vào file đó và nó sẽ tự động cài đặt cho mình. Thì khi cài đặt xong rồi á, thì mình sẽ mở cửa sổ của chương trình Word ra, mình sẽ thấy cái add-in nó nằm ở trên thanh công cụ Mr. Đào tab ha. Sau đó mình sẽ mở cái file đề của mình ra. Ở đây mình sẽ lấy cái đề môn lịch sử gồm có 40 câu. Và các bạn thấy là cái cách mà mình soạn thảo những câu hỏi thì đáp án đúng sẽ có màu đỏ và được gạch chân, còn những đáp án còn lại thì cùng màu với nhau, cũng giống như cái đề bình thường mình làm thôi. Sau đó mình sẽ bấm Ctrl A để chọn đề này và mình click vào cái Mr. Đào tab này. Mình sẽ chọn cái dấu chấm tròn số 2 là dạng 2, bắt đầu câu có dạng câu 20. Rồi cái lựa chọn cuối mình cũng chọn luôn, sau đó mình bấm đồng ý. Và khi đó thì hệ thống sẽ tự động mã hóa cho mình. Mình sẽ lưu file này lại theo cái đường dẫn mà mình muốn nhé. Đây mình đặt tên nó là demo lịch sử, sau đó bấm lưu. Đây là cái đề đã được mã hóa theo chuẩn của K12 Online. Rất là nhanh, chứ mình không cần phải tự soạn đề theo cái chuẩn này, nó rất là không an toàn, bởi vì khi mình chỉ thiếu một cái khoảng trắng hoặc là mình làm sai một ký tự nào đó thì nó cũng báo lỗi sai. Rồi mình sẽ mở cái trang K12 Online lên và sẽ chọn cái chỗ học liệu, đi đến bài kiểm tra và chọn thêm mới. Các thông tin về bài kiểm tra, ví dụ như tên hoặc là loại bài, phương thức tính điểm, hình thức làm bài, hình thức tổ chức, mình có thể tự cài đặt theo ý muốn. Ví dụ ở đây khối lớp thì mình sẽ chọn khối 10. Và môn học là lịch sử, ở đây do mình dạy tiếng Anh cho nên là nó chỉ có cái lựa chọn tiếng Anh hiện ra thôi. Các bạn sẽ lựa chọn lịch sử nhé. Thời gian làm bài mình sẽ cho 45 phút, bởi vì nó có 40 câu. Thời gian tối thiểu nộp bài là sau 35 phút học sinh mới bấm nộp bài được. Tiếp theo chọn cấu hình nâng cao. Nếu mình muốn đặt mật khẩu thì mình để mật khẩu vào đây. Học sinh sẽ phải nhập mật khẩu sau đó mới làm bài được. Rồi, tiếp theo là kiểu hiển thị câu hỏi. Mình có thể cho câu hỏi hiện ra theo danh sách hoặc là lần lượt từng câu, hiện ra học sinh làm từng câu. Các bạn có thể thấy những cái lựa chọn tiếp theo ở trên màn hình nhé. Cấu hình trộn đề thì mình sẽ click vào chỗ đổi thứ tự đáp án. Sau đó mình sẽ bấm sao chép từ Word. Rồi, trong cửa sổ mới này hiện ra thì mình sẽ thấy một cái ô trắng như thế này để cho mình nhập cái file đề của mình vào đây. Khi đó mình sẽ mở cửa sổ Word khi nãy lên, mình bấm Ctrl A để mình chọn tất cả. Chúng ta có thể bấm Ctrl C hoặc là click phải chọn copy. Và sau đó mình sẽ mở cửa sổ K12 lên và mình có thể bấm Ctrl V để dán cái đề vào đây.
và sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút thêm này. Khi chúng ta bấm thêm thì ở trên màn hình sẽ xuất hiện được cả 40 câu hỏi mà chúng ta vừa thêm vào. Chúng ta không cần phải nhập từng câu mà nó sẽ lên một lượt 40 câu luôn. Rồi, thêm mới thành công 40 câu hỏi, hệ thống báo. Chúng ta sẽ đi đến cuối trang. Để mình bấm vào cái nút lưu ở bên phải này. Tuy nhiên hệ thống báo cho mình thấy là có lỗi ở các câu hỏi điền thiếu thông tin là câu 6. Cho nên mình sẽ đi đến cái câu 6 để xem nó sai cái gì. Rồi ở đây mình thấy câu 6 là nó có tận 5 đáp án nhưng mà đáp án số 3 lại bị trống. Là đáp án số 3 nó bị dư đó, cho nên mình sẽ bấm vào thùng rác để xóa cái đáp án này đi. Như vậy nó còn 4 đáp án. Và tiếp theo mình sẽ bấm lưu để xem hệ thống có báo lỗi hay không. Rồi, thêm mới đề thi thành công. Để kiểm tra lại cái đề kiểm tra của mình á, thì mình sẽ bấm chọn vào cái chỗ bài kiểm tra để mình xem lại nha. Rồi, mình sẽ chọn cái biểu tượng hình mắt này để xem lại bài kiểm tra. Đây là trên màn hình của học sinh thì cũng có thời gian để làm bài nè. Và các câu hỏi hiện ở bên trái. Và danh sách câu hỏi để chọn bên học sinh thấy ở bên phải nè. Để báo cho học sinh là câu nào đã làm rồi, câu nào chưa làm và câu nào cần xem lại theo cái màu nó đã quy định trên hệ thống. Thế này chúng ta đã thấy có 40 câu ở nằm bên trái rồi. Mình sẽ xem lại cái đề một tí xíu để xem nó có xáo trộn thứ tự câu hỏi không nhé. Thì khi nãy mình thấy câu 1 ở đây là nguyên thủ quốc gia nào sau đây tham dự hội nghị Yalta. Nhưng mà câu 1 bên đây thì nó lại khác, vì chứng tỏ là cái trật tự của câu hỏi bị thay đổi rồi. Và các thứ tự của đáp án nó cũng được thay đổi luôn. Như vậy mình thấy là quá trình để tải một cái đề trắc nghiệm lên hệ thống K12 Online rất là nhanh nhờ vào cái công cụ mình đã cài đặt ở trong phần trong cái cửa sổ Word này. Vì đối với những môn khác thì cũng như vậy thôi. Trừ môn tiếng Anh thì ví dụ môn tiếng Anh nó không phải là câu 1, câu 2, câu 3 mà nó là question 1, question 2, question 3. Thì khi đó mình sẽ đổi cái từ question nó thành chữ câu. Thì hệ thống mới hiểu được và sẽ mã hóa cho mình. Chúc mọi người thành công và nhớ subscribe kênh của mình nhé. Bye bye.